chương 713 tính sổ bỏ lỡ thôn này liền không cái này cửa hàng. Lâm sơ cửu đem rực dao cho hiên viên trí sau, lại giao đãi hắn đổi rực sự. Hiên viên trí vốn tưởng rằng bọn họ nói chuyện đến đây liền sẽ kết thúc chính là. Lâm sơ cửu đem rực thả lại hòm thuốc sau, cũng không có lập tức rời đi. Mà là đem đôi tay đặt ở hòm thuốc thượng, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía hiên viên trí. Đại hoàng tử, chúng ta còn có một việc, yêu cầu hảo hảo nói nói chuyện cái chuyện gì hiên viên trí mạc danh cảm thấy bất an lâm sơ cửu quá đứng đắn quá nghiêm túc hiên viên trí mạc danh cảm thấy bất an có một loại nhắm mắt lại giả bộ bất tình xúc động chính là đế quốc đại hoàng tử kiêu ngạo làm hắn thật sự không mặt mũi làm như vậy lâm sơ cửu phát hiện hiên viên trí bất an không khỏi bật cười nhưng nàng không cười còn hảo tưởng tượng hiên viên trí liền càng bất an ngươi vẫn là đừng cười cười đến ta lưng phát lạnh luôn có một loại không tốt cảm giác nhưng hiên viên trí lại không rõ vì cái gì. Lâm sơ cửu dễ nói chuyện như vậy, thậm chí không so đo hiểm khích trước đây vì hắn y thương, theo đạo lý hắn không nên bất an mới là. Đại hoàng tử ngươi suy nghĩ nhiều quá ta lại không phải nhà của chúng ta vương gia, một lời không hợp liền đánh đánh giết giết. Cùng tiêu thiên diệu so, nàng tính tình khá hơn nhiều, chính là. Ngươi so tiêu thiên diệu còn đáng sợ, bổn hoàng tử mang binh đánh lại đây gặp gỡ hắn nhiều lắm chính là bị hắn đánh trở về. Nhưng gặp gỡ ngươi đâu, không phải bị hạ độc chính là bị trói, hiện tại lại là thương lại là độc vì chị thương, bổn hoàng tử đầu tóc cũng chưa. Nghĩ đến bị cạo quang đầu tóc hiên viên trí nhịn không được muốn khóc. Hắn như vậy, trở lại đế quốc như thế nào gặp người? Hảo hảo chuyện gì đều không có làm thành, ngược lại ở trên đầu khai một cái động thật là càng nghĩ càng ủy khuất. Ngươi đầu tóc không phải ta cạo, thương thế của ngươi cũng cùng ta không quan hệ đến nỗi độc. Hảo đi ta thừa nhận ta động một chút tiểu thủ cước. Nàng thật không có cấp hiên viên trí hạ độc, bất quá là làm một chút thủ đoạn nhỏ, là hiên viên trí chí chính mình sợ chết. Không phải ngươi, cũng nhân ngươi dựng lên. Nếu không phải ngươi, bổn điện hạ sẽ như thế nào thảm? Hiên viên trí hung hăng mà chừng mắt nhìn lâm sơ cửu liếc mắt một cái, có thể tưởng tượng đến hai người còn có một cái hợp tác hiên viên trí lại tu hồi tầm mắt tính hảo nam không dám nữ đấu bổn hoàng tử không cùng ngươi so đo. lâm sơ cửu tức giận trắng hiên viên trí lướt mắt một cái đừng đem sở hữu sai đều hướng người khác trên người đầy nếu không phải ngươi tưởng sấn vương ra không ở tới tìm ta phiền toái cũng sẽ không rơi xuống hôm nay tình trạng này gieo nhân nào gặt quả ấy này hết thảy đều là chính ngươi tạo thành nói được chính mình như là nhận hết khi dễ bạch liên hoa dường như ta rõ ràng là nhà các ngươi vương gia, không cho đế quốc mặt mũi. Ta là vì giữ gìn đế quốc tôn nghiêm mới ra tay. Đối mặt lâm sơ cửu cười như không cười con ngươi. Hiên viên trí có chút tự tin không đủ, nói nói liền tiêu âm. Lâm sơ cửu cười một tiếng, thấy hiên viên trí sắc mặt ửng đỏ, bình tĩnh nói, đại hoàng tử, ngươi cùng vương gia chi gian sự ta mặc kệ, các ngươi có cái gì thù cái gì hận chính mình đi giải quyết. Chúng ta chỉ cần tính tính toán chúng ta chi gian thù cùng oán là được chúng ta chi gian có cái gì thù, có cái gì oán, ta không phải nói, ta không so đo ngươi mạo phạm sao. Hắn cùng lâm sơ cửu không phải ở chung khá tốt sao. Hắn đều rộng lượng không so đo lâm sơ cửu mạo phạm. Lâm sơ cửu ha hả cười, ngươi không so đo là chuyện của ngươi, ta người này chỉ nhớ hào. Đặc thích ghi thù ta nhưng làm không được không so đo. Đại hoàng tử, lần đầu tiên gặp mặt ngươi đã tương chuyện của ta liền không nói lúc trước là ta chính mình nguyện ý đánh với ngươi bị thương cũng là ta chính mình sự chúng ta tán gẫu một chút ngươi mời ta ăn kia một bữa cơm tưởng tượng đến hiên viên trí tỉnh nàng ăn kia bữa cơm lâm sơ cửu liền có giết hiên viên trí xúc động bởi vì kia bữa cơm nàng thiếu chút nữa sống sờ sờ đau chết bởi vì kia bữa cơm nàng thiếu chút nữa độc phát mà chết nếu không phải kia đốn đáng chết cơm nàng cũng sẽ không suy yếu thành như vậy này bút chướng nói cái gì cũng muốn cùng hiên viên trí tính rõ ràng lâm sơ cửu nghiến răng nghiến lợi nhìn hiên viên trí ánh mắt kia giống dao nhỏ dường như hiên viên trí bị lâm sơ cửu xem đến toàn thân phát mao lại vẫn không quên vì chính mình biện giải nói kia bữa cơm làm sao vậy ta chính mình không cũng ăn sao lâm sơ cửu có bao nhiêu đau hắn cũng có bao nhiêu đau thậm chí so lâm sơ cửu càng đau bởi vì hắn còn bởi vậy bị thương dẫn tới tiềm tàng ở trong cơ thể độc trước tiên phát tác đó là vương gia an bài, cùng ta có quan hệ gì? Tiêu thiên diệu vì nàng ra khí không tồi, nhưng nàng chính mình kia khẩu khí còn không có ra đâu. Người, người các ngươi phu thê không được mặt, ta đánh một cái, dựa vào cái gì các ngươi hai cái? Một người tiếp một người trả thù trở về. Nói như vậy ta có phải hay không cũng có thể tìm tiêu thiên diệu tính, người cho ta hạ độc trướng. Hiền viên trí liền không có gặp qua như vậy không biết xấu hổ người thật đến qua chán ghét, hắn hối hận chết tới làm lần này sai sự. Không đúng, là hối hận chết chọc phải tiêu thiên diệu cùng lâm sơ cửu đôi vợ chồng này. Sớm biết rằng đôi vợ chồng này như vậy biến thái, đánh chết hắn cũng không ra chọn sự. Đế quốc mặt mũi gì đó, có rất nhiều người đi tìm trở về, hắn đào hắn quặng liền hào. Quản như vậy nhiều thị phi làm cái gì? chỉ cần ngươi có cái kia năng lực hoan nghênh ngươi đi tìm ta ra vương ra báo thù đơn đả độc đấu quần ẩu đều được tuy rằng phía trước sự đã chứng minh rồi mặc kệ là đơn đả độc đấu vẫn là quần ẩu hiên viên trí đều không phải đối thủ hiện tại làm bộ chính mình đau đầu ngất xỉu đi có thể hay không có vẻ thực tòa hiên viên trí nhìn lâm sơ cửu khóc không ra nước mắt lâm sơ cửu làm lơ lãnh khốc vô tình hỏi đại hoàng tử Người nói chúng ta chi gian kỳ bút chướng, nói như thế nào? Người muốn như thế nào? Bổn hoàng tử đều không cùng ngươi so đo, người nữ nhân này có thể hay không thức thời một chút. Bổn hoàng tử là ai? Bổn hoàng tử chính là đế quốc đại hoàng tử. Ngươi chọc giận ta, nghĩ tới ngươi kết cục không có. Vô pháp giả bộ bất tỉnh, chỉ có thể bày ra gường ngạnh một mặt đáng tiếc hiên viên trí lúc này nằm ở trên giường bệnh trần trụi một viên đầu to. Thật sự không có khí thế đáng nói. Chỉ cần ta không đi trung ương đế quốc đại hoàng tử ngươi có thể làm khó dễ được ta. Lâm sơ cửu ngón tay nhẹ gõ hòm thuốc có một chút không một chút gõ đến lung tung rối loạn. Hoàn toàn không có quy luật đáng nói, hiên viên trí một lòng cũng đi theo bất ổn. Ở lâm sơ cửu thật lâu không nói lời nào, hiên viên trí rốt cuộc banh không được chủ động mở miệng nói đi, người muốn thế nào. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu chờ lâm sơ cửu cho hắn chờ một khi hắn trở lại đế quốc hắn tuyệt không sẽ bỏ qua lâm sơ cửu cùng tiêu thiên diệu đôi vợ chồng này thật đến không phải giống nhau đến đáng giận ta cũng không có tưởng hào lâm sơ cửu thập phần thản nhiên lắc đầu nàng tới tìm hiên viên trí chí vốn chính là lâm thời quyết định sự vội vàng gian nơi nào có thể nghĩ đến nhiều như vậy hiền viên trí trước mắt sáng ngời chưa nghĩ ra hảo nha tương lai còn dài việc này chúng ta về sau lại nói chúng ta về sau có rất nhiều giao tiếp cơ hội không được về sau liền không có tốt như vậy cơ hội hôm nay cần thiết đem việc này chấm dứt nói dỡn hiền viên trí chí chính là đế quốc đại hoàng tử nếu không phải hắn rơi xuống tiêu thiên diệu trong tay sao có thể nhậm nàng đắn đo Tìm hiên viên trí tính sổ loại sự tình này, bỏ lỡ thôn này liền không có cái này cửa hàng, nàng nói cái gì cũng muốn ở hôm nay, đem chướng tính xong. Trường 714 khuất nhục cáo cho ta ra vương ra nghe. Lâm sơ cửu không nghĩ buông tha cơ hội này, nhưng nhất thời nửa khác lại không thể tưởng được cái gì hảo biện pháp đến nỗi ăn miếng trả miếng trực tiếp cấp yên viên trí hạ độc loại này đơn giản thô bạo phương thức lâm sơ cửu là sẽ không dùng này không phù hợp nàng mỹ học người nói chúng ta này chướng như thế nào tính hảo đâu lâm sơ cửu vuốt cằm cẩn thận cân nhắc nàng cái này chỉ nhớ đặc biệt hảo hơn nữa đặc biệt mang thù này thù nếu không báo nàng sẽ nhớ cả đời nàng hôm nay vô luận như thế nào cũng muốn đem này bút chướng chấm dứt người nữ nhân này liền không thể bình thường một chút sao nếu không phải còn nhớ rõ chính mình là đế quốc đại hoàng tử hiên viên trí thật thật sự muốn khóc cấp lâm sơ cửu xem lâm sơ cửu xem hắn ánh mắt tựa như đối đãi tể heo nếu chỉ là như vậy hiên viên trí còn có thể nhẫn tình huống hiện tại vốn chính là hắn là thịt cá lâm sơ cửu là dao thớt lâm sơ cửu hiện tại tưởng đối hắn làm cái gì hắn đều không có năng lực phản kháng chính là, lâm sơ cửu lại còn ngại không đủ, cư nhiên cùng hắn cái này phiếu thịt thương lượng, muốn như thế nào làm thịt hắn, quả thực là biến thái. Trên đời này, rốt cuộc tìm không thấy so lâm sơ cửu càng biến thái người. Ân oán phân minh ta không bình thường sao, lâm sơ cửu chớp chớp mắt thực nghiêm túc vì chính mình biện giải. Tính ta không có cách nào cùng ngươi câu thông, ngươi nói đi, ngươi muốn như thế nào. Hiền viên trí từ bỏ dãy rùa, chỉ cầu lâm sơ cửu chạy nhanh đem kết quả nói ra hắn thật sớm chết là sớm đầu thai. Ta hảo hảo suy nghĩ một chút, lâm sơ cửu tay trái nâng tay phải khuỷu tay. Tay phải ngón trỏ nhẹ gõ đầu, một bộ nghiêm túc tự hỏi bộ dáng. Hiền viên trí ba ba nhìn nàng, liền chờ nàng tuyên án, nhưng cố tình lâm sơ cửu nửa ngày không mở miệng. Đem hiên viên trí gấp đến độ không được, hận không thể mở miệng, cấp lâm sơ cửu cung cấp mấy cái phương án cũng may hắn còn có lý trí biết lâm sơ cửu là tìm hắn tính sổ hắn phải cho lâm sơ cửu cung cấp phương án đó chính là ngốc đến không được thời gian từng giây từng phút trôi qua lâm sơ cửu vẻ mặt nhẹ nhàng hiên viên trí lại là càng ngày càng khẩn trương phải biết rằng đáng sợ nhất không phải tiếp thu tuyên án mà là chờ đợi tuyên án quá trình cô nãi nãi ngươi nhưng thật ra mau nói nha hiền viên trí nghiến răng nghiến lợi nhìn lâm sơ cửu hận không thể đè lại nàng bà vai hảo hảo đem nàng siêu tình về sau hắn nếu là không có nắm chắc trực tiếp lộng chết lâm sơ cửu khi hắn tuyệt đối không chọc lâm sơ cửu thà rằng nhẫn tiêu thiên diệu cũng không đành lòng lâm sơ cửu a ta nghĩ tới ở Hiên viên trí sắp chờ không kịp thời lâm sơ cửu rốt cuộc mở miệng nghĩ đến cái gì hiền viên trí trước mắt sáng người ngay sau đó lại ảm đạm xuống dưới thấp thòm bất an nhìn lâm sơ cửu, sợ lâm sơ cửu nói ra cái gì đáng sợ sự. Dùng hạ độc trả thù ngươi không thú vị, nói không chừng cuối cùng còn muốn phiền toái ta chính mình, đánh một đốn cũng chưa hết giận. Ta nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy chỉ có một sự kiện có thể làm ngươi thống khổ thật lâu. Lâm sơ cửu cố ý bán cái cây nút, không có nói thẳng, hiên viên trí gấp đến độ không được thúc giục nói. Chuyện gì có thể làm ta thống khổ thật lâu? Hắn như thế nào không biết? Không cử lâm sơ cửu nhẹ nhàng phun ra này hai chữ hiên viên trí phát lạnh bản năng bảo vệ hạ thân vẻ mặt kinh sợ nói ngươi muốn làm gì lâm sơ cửu ngươi cảnh cáo ngươi không cần sằng bậy nga ta chính là đế quốc đại hoàng tử hắn còn không có đại hôn không có con nối dõi hắn nếu không cử hắn còn như thế nào tranh ngôi vị hoàng đế tranh ngôi vị hoàng đế cho ai yên tâm ta sẽ không sằng bậy Lâm sơ cửu cười đến như tắm mình trong gió xuân, nhưng hiên viên trí lại cả kinh giống như tiểu tức phụ, ngươi đều làm ta không cử, còn không phải sằng bẫy. Nếu là hắn không có bị thương, hắn khẳng định đem lâm sơ cửu nhốt lại. Nữ nhân này, thật không phải giống nhau đáng giận. Chỉ là một năm thôi, ngươi thật cho rằng ta sẽ làm ngươi cả đời không cử. Kia chẳng phải là cùng ngươi kết thành chết thù lâm sơ cửu nhún nhún vai làm lơ hiên viên trí phẫn nộ ánh mắt lo chính mình nói đại hoàng tử ngươi yên tâm ta người này luôn luôn lo liệu làm người làm việc lưu ba phần ngày sau hảo gặp nhau nguyên tắc người làm ta một năm không cử này còn gọi làm việc lưu ba phần nếu là không lưu ba phần ngươi muốn như thế nào hiên viên trí chỉ vào lâm sơ cửu ngón tay thẳng run rẩy hắn 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 liền không có gặp qua như vậy vô sỉ nữ nhân, làm hắn không cử, còn một bộ hắn đến cảm kích nàng bộ dáng. Không lưu ba phần, tự nhiên là làm ngươi cả đời không cử. Đại hoàng tử hẳn là rõ ràng, một cái đại phu muốn cho ngươi không cử, có bao nhiêu dễ dàng. Lâm sơ cửu trục bay hiên viên trí tay, hảo, đừng chỉa vào ta, ta không thích bị người chỉ vào. Sự tình liền như vậy quyết định, sau đó ta sẽ làm người cho ngươi đưa dược. Ta sẽ không ăn hiên viên trí hốc mắt phím hồng, lại là khuất nhục lại là ủy khuất. Hắn là đế quốc đại hoàng tử, hắn khi nào bị người như vậy nhục nhã lại đây? Ở chỗ này ngươi nói không tính, phối hợp một chút đối với ngươi có chỗ lợi. Liền giống như ngày đó, ta biết rõ ngươi chuẩn bị kia bàn đồ ăn có vấn đề, ta còn là mỉm cười ăn xong giống nhau. Lâm sơ cửu nói lời này khi, mặc danh lộ ra một cổ bi thương. Ta và ngươi là bất đồng, ta không cần ủy khuất chính mình. Hiền viên trí mặc danh phóng giọng thấp lượng, rõ ràng là đúng lý hợp tình nói, nhưng lại lộ ra một cổ trột giả. Người hiện tại yêu cầu, đại hoàng tử ta hôm nay sẽ dạy cho người cái gì gọi người ở dưới mái hiên. Không thể không cúi đầu, cái gì kêu nhẫn dưới háng chi nhục, giống hiền viên trí loại này xuất thân người, vĩnh viễn sẽ không minh bạch cái gì kêu bất đắc dĩ, cái gì kêu không thể không. Càng sẽ không minh bạch vì cái gì có người có thể nhẫn được dưới háng chi nhục không có người trời sinh ti tiện nếu có thể ai không nghĩ cao ngạo ngẩng đầu thẳng thắn lưng chính là sinh hoạt không cho phép người người dám người dám hiên viên trí tìm không thấy nói chỉ có thể dùng này hai cái tái nhợt từ tới biểu đặt chính mình phẫn nộ lâm sơ cửu cười một tiếng không có tiếp hiên viên trí nói mà là chiều hắn nhẹ nhàng gật đầu không chậm trễ đại hoàng tử dùng đồ ăn sáng ta đi trước lưu lại hòm thuốc lâm sơ cửu xoay người đi ra ngoài đứng lại lâm sơ cửu ngươi đứng lại đó cho ta hiên viên trí dãy dụa đứng dậy muốn giữ chặt lâm sơ cửu nhưng hắn vừa động liền khẽ động cái gáy thương muốn xuống giường thân thể lại suy yếu ngay cả ổn đều là cô hết sức lâm sơ cửu không có quay đầu lại chỉ là chiều hiên viên trí vẫy vẫy tay đại hoàng tử không cần tặng ta chính mình sẽ đi ai muốn đưa ngươi ngươi đứng lại đó cho ta hiên viên trí giống to khả lâm sơ cửu lại như là không có nghe được giống nhau lo chính mình đi ra ngoài Hiền viên trí khí cực tay phải nắm thành quyền, dùng sức đấm đánh vào dưới giường, lấy phát tiết trong lòng bất mãn. Cũng mặc kệ hắn đa dụng lực lâm sơ cửu đều chưa từng quay đầu lại. Kia phiến môn cũng không tình đóng lại. Lâm sơ cửu, người cái này không biết vì sao, tiện nữ nhân ba chữ, tới rồi bên miệng, hiên viên trí lại như thế nào cũng nói không nên lời, cuối cùng chỉ có thể tức giận hô, lâm sơ cửu. Người muốn dám cho ta hạ dược ta nhất định tìm 10 cái nam nhân cường ngươi đại hoàng tử yên tâm ta sẽ đem những lời này chuyển cáo cho nhà ta vương ra nghe lâm sơ cửu thanh âm từ ngoài phòng truyền đến hiền viên trí sắc mặt biến đổi tức giận đến không được lâm sơ cửu ngươi cái này đê tiện vô sỉ tiểu nhân ngươi trừ bỏ sẽ cáo trạng ngươi còn sẽ cái gì biết rõ hắn là khí lời nói cứ nhiên còn đi cáo trạng quả thực không biết xấu hổ ta còn sẽ hạ dực đại hoàng tử lại cho ngươi một câu lời khuyên họa là từ ở miệng mà ra hảo hảo quản được ngươi miệng Lâm sơ cửu hảo tâm lưu lại một câu lời khuyên, tâm tình cực hảo chạy lấy người. Khi dễ người gì đó, quả nhiên có thể làm nhân tâm tình biến hảo. Trường 715 cáo biệt như là bị người đuổi đi. Lâm sơ cửu đi rồi không có bao lâu, một chén nồng đậm nước thuốc liền đoan đến hiên viên trí trước mặt đại hoàng tử thỉnh. Hiên viên trí mặt bộ một trận vặn vẹo, không có động phùng chén thuốc kim ngô vệ vẻ mặt bình tĩnh, giống như cọc gỗ từ giống nhau đứng ở nơi đó, rất có hiên viên trí không uống, hắn liền đứng ở thiên hoang địa lão tư thế. Một năm vừa đứng, hai người rằng co hồi lâu, hiên viên trí rốt cuộc nhịn không được bạo giống một câu, lan. Lâm sơ cửu khinh người quá đáng, đương nhiên còn có tiêu thiên diệu. Này bút chướng hắn nhất định sẽ cùng lâm sơ cửu tiêu thiên diệu hảo hảo thanh toán. Vương Phi nói, rũi đầu là một đao, xúc đầu cũng là một đao đại hoàng tử ngươi trốn không xong người ở dưới mái hiên còn bãi như vậy cao ngạo tư thái quả nhiên là không có ăn qua khổ đế quốc đại hoàng tử nha ngươi cũng biết ta là ai một cái tiểu binh đều dám uy hiếp hắn thật đương thân phận của hắn là bài trí hắn đánh không lại tiêu thiên diệu không làm gì được lâm sơ cừu còn xử lý không được một cái tiểu binh ngài là đế quốc đại hoàng tử nhưng tiểu nhân chủ nhân là vương phi Kim Ngô vệ phủng chén, có nề nếp nói. Hiền viên chí khí cực các ngươi vương phi thấy ta cũng đến khách khách khí khí. Ngươi sẽ không sợ ta muốn các ngươi vương phi giết ngươi. Vương phi muốn tiểu nhân chết tiểu nhân tuyệt không hai lời. Nói cách khác nếu là ngươi đại hoàng tử muốn ta chết ta liền sẽ không để ý tới. Đánh người không và mặt những lời này tuyệt bức là đánh hiên viên trí mặt hiên viên trí tức giận đến từng ngụm từng ngụm thở dốc tiểu binh phát hiện chén thuốc hơi lạnh săn sóc nói đại hoàng tử dược lạnh sẽ càng khổ hắn chính là chính tay nghe được vương phi làm người thêm một phen hoàng liên đi vào mỹ kỳ danh rằng hàng hòa hừ hiên viên trí hừ lạnh một tiếng tay phải đột nhiên phất tay đánh hướng chén thuốc nếu là hiên viên trí toàn thịnh thời kỳ bằng hắn võ thần một quyền đừng nói một cái tiểu binh chính là một trăm tiểu binh thêm lên cũng tránh không khỏi chính là hiện tại hiên viên trí chí, chính là rút nha lão hổ chém ra tới nương tay miên vô lực tiểu binh nhẹ nhàng một lui liền tránh đi liền nước thuốc đều không có sái ra một chút đại hoàng tử vương phi nói nàng kia cái gì đều thiếu chính là không thiếu dược đánh một chén uống hai chén đánh hai chén đi bốn chén đánh bốn chén uống tám chén một chén một năm dược hiệu vương phi làm ngài tùy tiện đánh chỉ cần ngài có thể uống đến hạ rõ ràng Lời này là lâm sơ cửu trước tiên giao đãi, lâm sơ cửu phía trước liền đoán được hiên viên trí phản ứng. Nhà các ngươi vương phi làm tốt lắm, cư nhiên lại uy hiếp hắn. Còn không phải chính mình tự mình tới, mà là phái một cái tiểu binh tới nhục nhã nàng. Nhà các ngươi vương phi ở đâu? Làm nàng tới gặp ta. Chết nữ nhân, lần trước cấp giáo huấn không đủ đúng không? Thật đương hắn không đối nàng hạ sát thủ chính là thiện lương hảo khinh đâu nhà của chúng ta vương phi chiều nay liền phải hồi kinh lúc này đang ở thu thập hành lễ tiểu binh nói tất cả đều là lâm sơ cửu trước tiên giao đãi có thể thấy được lâm sơ cửu có bao nhiêu hiểu biết hiên viên trí không phải ba ngày sau mới đi sao như thế nào buổi chiều liền phải nhích người hảo đi đột nhiên nghe được lâm sơ cửu phải đi hiên viên trí còn có như vậy một chút không được tự nhiên này to như vậy quân doanh cũng liền lâm sơ cửu thoáng đáng tin cậy một chút những người khác đều đem hắn đương tù nhân cuộc sống này căn bản không có biện pháp quá đương nhiên tiền đề là không đề cập tới này chén dược vương phi nói nàng rời nhà mấy tháng vương phủ rất nhiều sự vật không người xử lý nàng muốn trước tiên trở về vì vương gia xử lý hảo vương phủ như vậy vương gia trở về là có thể trực tiếp vào ở lời này tự nhiên là lâm sơ cửu làm tiểu binh nói cho hiên viên trí nghe đến nỗi chân tướng Lâm sơ cửu tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu. Lâm sơ cửu chân trước bước ra thạch thất tiêu thiên diệu bên người thân vệ sau lưng liền tới đây, đơn giản hành lễ. Liền đem tiêu thiên diệu muốn lâm sơ cửu chiều nay liền rời đi sự thuật lại một lần. Vương gia muốn ta chiều nay liền đi. Lâm sơ cửu nghe được lời này, thực sự là sừng sốt một chút nàng hoài nghi là chính mình nghe lầm hoặc là truyền lời người ta nói sai rồi nhưng sự thật lại tàn nhẫn đánh nàng một phen mặt đúng vậy vương gia đã an bài hảo đi theo nhân viên thỉnh vương phi sớm chút nhích người để tránh buổi tối đuổi không đến thành trấn ta đã biết lầm sơ cửu hít một hơi thật sâu mới áp xuống muốn mắng chửi người xúc động lạnh mặt nói nói cho vương gia ta buổi chiều liền sẽ rời đi nói xong ném xuống tiêu thiên diệu thân vệ cũng không quay đầu lại chiều thương binh doanh đi đến Tiêu Thiên Diệu quyết định quá đột nhiên, tuy nói nàng đã sớm tính toán hồi kinh còn là bị Tiêu Thiên Diệu mệnh lệnh đánh cái trở tay không kịp đừng nói thu thập đồ vật. Phòng trừng liền hào hào từ biệt thời gian đều không có. Lâm sơ cửu càng nghĩ càng buồn bực bước chân cũng càng mại càng lớn, đi theo nàng phía sau kinh ngô vệ thấy thế, một đám cúi đầu không dám hé răng, chỉ gắt gao mà đi theo nàng phía sau. Chu ngự y ta phải về kinh thành, chiều nay liền đi. Lâm sơ cửu đi vào thương binh doanh, trực tiếp giết đến chu ngự y nghỉ ngơi phòng. Cái gì, chiều nay liền đi, như thế nào như vậy đột nhiên. Chu Ngự Y còn kỳ quái Lâm Sơ Cửu như thế nào lại tới nữa, vừa nghe lời này gấp đến độ ngồi dậy. Sau đó lại lần nữa xả tới rồi miệng vết thương, đau hắn thẳng nhếch miệng. Lâm Sơ Cửu nửa điểm bất đồng tình, vương gia hạ mệnh lệnh. Bất quá ta cũng tưởng đi trước chính là Tuy nói sự tình như nàng nguyện, nhưng loại này bị tiêu thiên diệu cưỡng chế đuổi đi cảm giác. Vẫn là làm nàng thực không thoải mái. Hiện tại tình huống này, cùng nàng muốn hay không đi không quan hệ, nàng hoàn toàn là bị tiêu thiên diệu cưỡng chế đuổi ly. Làm sao vậy, ngươi cùng vương ra lại nháo mâu thuẫn. Chu ngự y đại khái là trong quân, duy nhất một cái biết được lâm sơ cửu cùng tiêu thiên diệu, không giống mặt ngoài như vậy hài hòa người. Chúng ta khi nào không nháo mâu thuẫn. Lâm sơ cửu ở chu ngự y trước mặt cũng không có dấu giếm. Cùng người thông minh nói chuyện nếu là che che giấu giấu cảnh thái bình giả tạo kia quá xuẩn. Ai người nhiều thông cảm một chút vương gia, hắn cũng không dễ dàng. Chu ngự y thở dài, lại không có truy vấn cụ thể sự, chỉ khuyên bảo lâm sơ cửu buông ra chút, vương gia tính tình chính là như vậy. Có một số việc chính mình tưởng khai chút, đừng để tâm vào chuyện vụn vặt. Yêu vương cái gì tính tình, chỉ cần cùng hắn tiếp xúc quá người đều biết muốn tiêu vương cúi đầu đó là không có khả năng sự mặc kệ phát sinh chuyện gì cuối cùng chỉ có thể là lâm sơ cửu cúi đầu có một số việc thật đến không có cách nào tưởng khai lâm sơ cửu cười khổ một tiếng thấy chu ngự y còn muốn khuyên bảo vội đánh gãy hảo không nói này đó không thoải mái sự ta lại đây một là cho ngươi cáo biệt một khác cũng là cùng ngươi nói một tiếng ta còn để lại một ít dược ở lều trại quay đầu lại ngươi làm người thu thập một ít có thể sử dụng thượng liền dùng thượng, không thể dùng tới ngươi xem xử lý. Nàng lưu tại trong quân dược đã không nhiều lắm, lần trước dùng những cái đó cái dương trang thông khí hàn dược hiện tại lều chạy nội đều là trống không, thu thu nạp. Cũng cũng chỉ có một đại dương dược, phòng trừng không dùng được mấy ngày. Yên tâm, yên tâm, loại sự tình này giao cho ta, thỏa thỏa cho ngươi làm tốt. Chu ngự y vừa nghe là dược tinh thần rất tốt nếu không phải bị thương quá lợi hại, hắn thật muốn vỗ ngực bảo đảm. Ở Lâm Sơ Cửu cùng Trung Ngự Y cáo biệt khi trở lại chủ doanh, thật lâu không có trở đến Lâm Sơ Cửu lại đây tiêu thiên diệu, ở bực mình sau một lúc lâu, đưa tới thân vệ tìm hỏi Lâm Sơ Cửu rơi xuống. Kết quả mười 716 đi rồi vương ra thực bực bội. Tiêu thiên diệu triệu tới ám vệ, chỉ muốn biết Lâm Sơ Cửu biết buổi chiều liền phải rời đi khi tâm tình như thế nào. Còn có nàng người hiện tại ở đâu? nếu lâm sơ cửu thực không cao hứng chỉ cần nàng ngoan ngoãn chịu thua hắn không ngại thay đổi xoành xoạch chính là chính là thân vệ không biết tiêu thiên diệu trong lòng suy nghĩ sợ tiêu thiên diệu trách tội lâm sơ cửu không hiểu chuyện hảo tâm mà thế lâm sơ cửu tân trang một phen hồi vương gia nói vương phi sơ nghe được buổi chiều muốn ly khai rất là khiếp sợ bất quá thực mau liền tiếp nhận rồi người đâu thực mau liền tiếp nhận rồi Tiêu Thiên Diệu tức giận đến cắn răng, nhưng trên mặt lại không có biểu lộ ra tới. Thân vệ không biết, chỉ cảm thấy quanh thân độ ấm dường như giảm xuống không ít, vội không ngừng nói, Vương Phi đi thương binh doanh, cùng Chu Ngự Y cáo biệt. Thân vệ nói xong, lén lúc nhìn Tiêu Thiên Diệu liếc mắt một cách thật cẩn thận kiến nghị nói, Vương ra, muốn đi thỉnh Vương Phi sao? Lui ra, biết buổi chiều muốn đi, cư nhiên không phải tới gặp hắn, mà là đi cùng Chu Ngự Y cáo biệt chẳng lẽ ở lâm sơ cửu trong lòng hắn còn không bằng một cái trung ngữ y sao tiêu thiên diệu tức giận đến hộc máu vừa lúc lúc này triều đình đặc sứ đưa tới triều đình công văn nói là văn kiện bí mật tỉnh tiêu thiên diệu duyệt kỳ dĩ vãng mặc kệ triều đình công văn cỡ nào cấp cỡ nào quan trọng tiêu thiên diệu đều sẽ không thấy triều đình đặc sứ chỉ làm thuộc hạ người đem công văn chuyển giao đi lên kể từ đó hắn không ở quân doanh khi triều đình cũng sẽ không biết chính là hắn hiện tại tâm tình thật không tốt, làm người tiến vào, tiêu thiên diệu lệnh giọng hạ lệnh thân vệ đại khí không dám xuyễn, xoay người liền đem triều đình đặc sứ mang theo tiến vào. Sau đó quyết đoán lui ra, lưu lại triều đình đặc sứ một mình đối mặt tiêu thiên diệu uy áp. Đi chức cấp vương gia thỉnh, thỉnh, thỉnh an. Triều đình đặc sứ hùng củ củ khí phách hiên ngang đi vào tới, muốn lấy ra chính mình nhất anh khí một mặt hành cái cung kính lại không hèn mọn lễ nhưng lễ đến một nửa triều đình đặc sứ khí liền yếu đi, đến cuối cùng trực tiếp nói lắp. Ô ô ô không phải hắn nhát gan vô dụng, thật sự là tiêu vương ra một thân sát khí lộ ra ngoài, quá dọa người, người bình thường đều đỉnh không được nha. Trình lên tới, trực tiếp nhảy qua kêu khởi phân đoạn, triều đình đặc sứ sửng sốt một chút mới biết được tiêu vương ra là nói với hắn lời nói, tay chân mềm vài lần mới từ trên mặt đất bỏ dậy. run run đem công văn trình đến tiêu thiên diệu trước mặt vương, vương ra xin chỉ thị hạ buông, tiêu thiên diệu không có duỗi tay đi tiếp cũng không có khả năng đi tiếp như vậy một tiểu nhân vật trình lên tới đồ vật. Là, là, triều đình đặc sứ vội đem trang công văn hộp buông, vì biểu trịnh trọng cùng trầm ổn, triều đình đặc sứ làm được thực dụng tâm, cũng không biết là hắn vận khí không tốt. Vẫn là quá khẩn trương, ở muốn buông nháy mắt trượt tay một chút, hộp bang quang ngã ở trên mặt bàn. Ngô, tiêu thiên diệu không vui nhìn lướt qua, triều đình đặc sứ trực tiếp dọa nằm sấp xuống tới, vương gia thứ tội, vương gia thứ ân ti chức thất trách chịu thỉnh vương ra trách phạt tiêu tiên diệu liền cái ánh mắt đều không có bố thí cho hắn mở ra a à, là 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 triều đình đặc sứ sửng sốt một chút vội không ngừng bỏ lên chính là có người so với hắn càng mau một bước hắn không có nhìn đến đối phương là như thế nào xuất hiện hắn ngẩng đầu khi đối phương đã đứng ở án thư đem trên bàn hộp gấm mở ra lấy ra bên trong công văn đôi tay phủng đến tiêu vương ra trước mặt này phòng trong còn có người Triều Đình đặc sứ trừng lớn đôi mắt, rất muốn duỗi tay xoa xoa đôi mắt nhưng lại không dám, chỉ có thể mắt trông mong nhìn đối phương. Tiêu Thiên Diệu mở ra công văn, nhìn lướt qua, quanh thân hàn khí tăng thêm. Cùng phía trước hoàng thượng phát tới thánh chỉ giống nhau, như cũ là muốn Tiêu Thiên Diệu hồi kinh. Bất quá lúc này đây lại nhiều một cái mệnh lệnh, đó chính là hoàng thượng phái người tới tiếp nhận Tiêu Thiên Diệu trong tay đại quân. Đương nhiên, hoàng thượng dùng từ thập phần khách khí chỉ nói phái tới người chỉ là tạm thời tiếp quản trong tay hắn binh quyền làm cho tiêu thiên diệu không ra thời gian có thể hồi kinh phục mệnh như là vì làm tiêu thiên diệu tin tưởng hắn nói là thật sự giống nhau công văn thượng xuất hiện ba cái tạm thời lặp lại cường điệu làm tiêu thiên diệu muốn bỏ qua đều không được hừ tiêu thiên diệu cười lạnh một tiếng đem sổ con ném ở trên bàn triều đình đặc sứ kinh ngạc nhảy dựng sau lưng kinh ra một thân mồ hôi lạnh há miệng thở dốc lại nói cái gì cũng nói không nên lời Tiêu Thiên Diệu cũng không ngẩng đầu lên. Phổ khai giấy, nghiên mặc để bút liền viết một hồi phong thư, không đợi nét mực làm, Tiêu Thiên Diệu liền đem phong thư trang, ném vào hộp, ngón tay bắn ra. Hộp liền tạp hướng quỷ trên mặt đất triều đình đặc sứ. Mang theo tin, lan, Tiêu Thiên Diệu chán ghét một một tiếng, vừa lúc nện ở triều đình đặc sứ trên đầu, nhưng người nọ lại liên thanh cũng không dám cổ họng, vội không ngừng đem hộp cùng tin trang hảo, là, là, là ti chức này liền lui ra bắt được tiêu thiên diệu hồi âm, triều đình đặc sư cũng không dám lâu ngốc té ngã lộn nhào chạy đi ra ngoài, bỏ lên trên chính mình mã liền chạy, liền nghỉ ngơi chỉnh đốn cũng không dám. Thẳng đến chạy ra mấy chục sặm hắn mới phản ứng lại đây, hắn cư nhiên đã quên tiếp viện. Không có thức ăn nước uống tiếp viện, hắn mấy ngày kế tiếp phải làm sao bây giờ? Mang theo triều đình quan trọng công hàm vào thành cũng không phải là một cái ý kiến hay rốt cuộc minh bạch vì cái gì không có người nguyện ý chạy lần này sai sự, thật thật sự khổ nha. Triều đình đặc sứ khóc không ra nước mắt, chỉ có thể dựa san thú cùng lấy nước sông độ nhật. Triều đình đặc sứ đã đến, làm Tiêu Thiên Diệu Tâm tình lại không xong vài phần, nhẫn nại tính tình xử lý mấy phân công vụ, thường thường liền ra bên ngoài xem một cái. Lại trước sau không thấy Lâm Sơ cửu thân ảnh tới gần cơm trưa thân vệ đem tiêu thiên diệu đồ ăn bưng tiến vào nhẹ nhàng buông đang chuẩn bị lui ra ngoài lại nghe đến tiêu thiên diệu nói vương phi đâu đều đến ăn cơm trưa điểm lâm sơ cửu như thế nào cũng muốn trở về thu thập đồ vật đi vương phi nàng đi rồi xấu số, số thân vệ bị tiêu thiên diệu bắt được tới rồi không thể không ngạnh tóc mở miệng cái gì tiêu thiên diệu biến, nhưng ngữ khí lại có rõ ràng biến hóa, chỉ cần cùng hắn ở chung quá người, đều biết tiêu thiên diệu đây là không cao hứng. Thần vệ cẩn thận nuốt nuốt nước miếng, căng ra đầu nói, vương phi nói sớm một chút xuất phát, miễn cho không đuổi kịp đặt chân thành chấn. Thần vệ tuy không rõ nơi này có cái gì, nhưng nhìn đến lâm sơ cửu đi được như vậy, yêu sái, thậm chí đi phía trước đều không có tới gặp vương ra, liền biết nơi này sợ là có chuyện gì. Khi nào đi? Tiêu Thiên Diệu cưỡng chế trong lòng lửa giận, chỉ là hắn nắm chặt thành quyền, gân xanh toàn bộ nổi lên đôi tay, tiết lộ hắn lúc này tâm tình. Nửa canh giờ trước, đi phía trước còn thấy đế quốc đại hoàng tử một mặt. Bất quá, lời này thân vệ không dám nói, hắn sợ nói ra sau, vương gia sẽ càng không cao hứng. Vương phi đi phía trước thấy rất nhiều người, thậm chí còn cấp trong khoảng thời gian này vẫn luôn bảo hộ nàng Kim Ngô vệ nói một tiếng, nhưng lại chưa từng có tới cùng vương gia cáo biệt. Hảo đi, Lâm Sơ Cửu sẽ cùng Kim Ngô vệ nói một tiếng, là bởi vì là Kim Ngô vệ đem nàng đưa lên xe ngựa. Chính là, mặc kệ thế nào, Lâm Sơ Cửu đi phía trước, không có cùng Tiêu Thiên Diệu nói một tiếng, đều là sự thật. Mà sự thật này làm Tiêu Thiên Diệu thực bực bội, thực bực bội. Chương 717 Thái độ Tiêu Vương công cùng quá. Lâm sơ cửu đi được tiêu sái, lại khổ tiêu thiên diệu bên người thân vệ cùng kim ngô vệ. Bởi vì tiêu vương ra hạ lệnh muốn trước tiên một ngày hồi kinh. Tiêu vương ra hồi kinh cũng không sẽ đem sở hữu đại quân đều mang đi, nhưng nguyên thuộc về hắn kim ngô vệ tiêu vương gia là sẽ không lưu lại, đặc biệt là ở hoàng thượng nói cho hắn. Muốn phái người tích tiếp nhận biên cảnh binh mã sau nguyên bản ba ngày sau hồi kinh đối kim ngô vệ tới nói liền rất đuổi hiện tại tiêu thiên diệu lại hạ lệnh trước tiên một ngày kim ngô vệ cơ hồ là không cần ngủ đến suốt đêm thu thập hành trang mới được tiêu thiên diệu mệnh lệnh một chút trong quân trên dưới một mảnh ai thanh oán giận nói bất quá toàn quân trên dưới không có người đoán được tiêu vương ra đột nhiên quyết định trước tiên một ngày hồi kinh cùng lâm sơ cửu có quan hệ Lâm Sơ Cửu chiều nay sẽ rời đi, vốn dĩ chính là Tiêu Thiên Diệu hạ mệnh lệnh, muốn thật cùng Lâm Sơ Cửu có quan hệ, buổi sáng Vương Gia liền sẽ trực tiếp đem khải hoàn hồi chiều thời gian. Định ở hai ngày sau. Các tướng sĩ sôi nổi suy đoán, Vương Gia sẽ hạ lệnh trước tiên một ngày hồi kinh, định là cùng phía trước thu được triều đình công văn có quan hệ. Triều đình truyền tin đặc sứ mới vừa đi, Vương Gia liền hạ lệnh trước tiên một ngày hồi kinh, tất là triều đình lại hạ cái gì ghê tởm chúng ta mệnh lệnh. Kỳ thật các tướng sĩ càng muốn nói thẳng hoàng thượng cho bọn hắn hạ ghê tởm mệnh lệnh, nhưng đối phương dù sao cũng là hoàng đế, bọn họ tuy rằng chỉ nghe Tiêu Tiên Diệu mệnh lệnh, nhưng đối hoàng thượng vẫn là thực kính sợ. Này đây, bọn họ là có thể dùng triều đình tới thay thế. Đương nhiên, cũng có người có mặt khác ý tưởng, ta cảm thấy hẳn là kinh thành ra chuyện gì. Phía trước triều đình nhưng không có thiếu thúc dục chúng ta trở về. Vương gia không phải đều không để ý tới sao? Cái này cách nói vừa ra tới, được đến đại bộ phận người tán thành. Hoàng thượng phía trước nhưng không thiếu cho bọn hắn hạ thánh chỉ, túc dục bọn họ khải hoàn hồi chiều, làm vương gia đem binh quyền giao cho những người khác. Nhưng bọn họ vương gia trước nay đều là không để ý tới. Nếu là bởi vì triều đình một phần công văn, liền quyết định trước tiên hồi kinh, này tuyệt đối không phải bọn họ ra vương gia. Kinh thành ra chuyện gì? chẳng lẽ là cấp chúng ta vương gia ban nữ nhân, cho nên vương phi mới có thể vội vàng rời đi, hơn nữa đều bất hòa vương gia nói một tiếng. Ai nói nam nhân không bắt quái? Một đám nam nhân tụ ở bên nhau không có chuyện gì, cũng là sẽ bắt quái, chỉ cần có người mở đầu. Không có khả năng đi, chúng ta nhìn đến vương phi lên xe ngựa khi còn đầy mặt tươi cười đâu, cũng không có không cao hứng nha. Người nói chuyện, là mấy ngày nay vẫn luôn bạn ở lâm sơ cửu bên cạnh người, bảo hộ nàng kim ngô vệ. Vương phi chính là danh môn quý nữ, liền tính không cao hứng cũng sẽ không làm ngươi nhìn ra tới. Ta đoán 89 phần 10 chính là hoàng thượng cấp chúng ta Vương gia ban nữ nhân. Ngươi ngẫm lại nha. Chúng ta Vương gia đã là nhất phẩm thân vương, lại tay cầm quyền cao, căn bản phong không thể phong. Lần này lập lớn như vậy công, hoàng thượng tổng muốn ban thưởng một chút cái gì. Vàng bạc châu báu hoàng thượng khẳng định sẽ không cấp cuối cùng 89 phần 10 chính là nữ nhân. Kim Ngô vệ sẽ như vậy đoán, cũng không phải không có đạo lý, từ tiêu thiên diệu binh quyền nắm ổn sau, hoàng thượng liền chưa từng cấp tiêu thiên diệu thường quá châu báu. Thường châu báu cấp tiêu thiên diệu làm cái gì? Làm hắn lấy này đó bạc nuôi quân mã. Hoàng thượng sẽ ngu như vậy, mới có quỷ đâu. Ở Kim Ngô vệ thảo luận tiêu thiên diệu vì sao sẽ trước tiên hồi kinh khi, hoàng thượng cùng liên can tâm phúc cũng ở thảo luận tiêu thiên diệu sự. Bác lịch nói cùng sứ thần đều tới rồi, tiêu thiên diệu lại không có khải hoàn hồi chiều, tốc độ này thật đúng là không phải giống nhau chậm. Bất quá hoàng thượng cùng lâm tướng đám người suy đoán, tiêu thiên diệu trong khoảng thời gian này hẳn là liền sẽ trở về. Đương nhiên, tiêu thiên diệu sẽ trở về. Cũng không phải bởi vì hoàng thượng hạ chỉ muốn hắn hồi kinh mà là biên cảnh lương thảo ăn đến không sai biệt lắm, tô trà lại không ở kinh thành không người có thể vì tiêu vương binh quyền gom góp đến yêu cầu lương thảo tiêu thiên diệu lại không trở lại mấy chục vạn đại quân lấy cái gì dưỡng vì lương thảo tiêu thiên diệu cũng muốn mang binh hồi kinh chỉ là thời gian sớm muộn gì vấn đề hoàng thượng chỉ cần kiên nhẫn chờ tiêu thiên diệu trở về liền hào chính là tiêu thiên diệu chịu hồi kinh phục mệnh cũng không tỏ vẻ sự tình liền chấm dứt hoàng thượng có thể kê cao gối mà ngủ tương phản hoàng thượng muốn suy xét sự tình càng nhiều đầu tiên tiêu thiên diệu sau khi trở về binh quyền xử trí như thế nào phải biết rằng hoàng thượng phía trước chính là đoạt tiêu thiên diệu binh quyền sau lại liền tính cho tiêu thiên diệu binh quyền khá vậy cùng kim ngô vệ không quan hệ tiêu thiên diệu đi tiền tuyến khi kim ngô vệ toàn bộ mất tích hoàng thượng cấp binh quyền cũng không bao hàm kim ngô vệ sau lại tiêu thiên diệu tìm được kim ngô vệ nhưng hoàng thượng vẫn là không có tỏ thái độ chỉ là ngầm đồng ý bọn họ tồn tại nghĩ chờ đánh thắng trận này trượng lại nói hiện tại trượng đánh thắng kim ngô vệ này bút chướng như thế nào tính lúc trước kim ngô vệ mất tích cái này trách nhiệm ai phụ hiện tại kim ngô vệ trở về về sau do ai tiếp quản tiếp theo tiêu thiên diệu đem bác lịch binh mã trục xuất lập hạ lớn như vậy công lao nên như thế nào thường vàng bạc châu báu hoa phục mỹ nhân người trước hoàng thượng đều không nhất định có tiêu thiên diệu nhiều người sau tiêu thiên diệu sẽ không tiếp thu đến nỗi phong vương bái tướng Tiêu Thiên Diệu đã là một người dưới, vạn người phía trên thân vương, quyền thần, hoàng thượng còn có thể cho hắn phong cái gì? Đất phong, ở Đông Văn Lộng một cái quốc Trung Quốc, loại này dưỡng hổ vì hoạn sự, đánh chết hoàng thượng cũng sẽ không làm. Trừ bỏ này hai cái nan để ngoại còn có một việc làm hoàng thượng thập phần đau đầu, đó chính là Tiêu Thiên Diệu ở biên cảnh chém giết Trung ương đế quốc ba vị võ thần. Đắc tội đế quốc đại hoàng tử sự hiện tại trung ương đế quốc không có phát ra tiếng cũng không tỏ vẻ trung ương đế quốc không cùng chúng ta so đo trước không nói chém giết ba vị võ thần sự chính là đại hoàng từ nơi đó trung ương đế quốc cũng sẽ không nhẹ nhàng buông tiêu vương thật là quá làm bậy ngày thường bừa bãi còn chưa tính ở trung ương đế quốc trước mặt cũng như thế bừa bãi chỉ lo chính mình hết giận chút nào không màng đông văn bá tánh an nguy trí đông văn trên dưới với hiểm địa Lâm tướng đem việc này nói được vô cùng nghiêm trọng, hơn nữa đem sở hữu trách nhiệm đẩy đến Tiêu Thiên Diệu cá nhân trên đầu. Hoàn toàn không thèm nghĩ Tiêu Thiên Diệu sẽ chém giết trung ương đế quốc võ thần, sẽ đắc tội đế quốc đại hoàng tử, là bởi vì đế quốc nhúng tay Đông Văn cùng Bắc Lịch Chi Gian chiến sự. Tiêu Thiên Diệu là vì giữ được Đông Văn mới ra tay. Lâm tướng lời này đại biểu một loại hướng gió các vị đại thần thấy hoàng thượng không nói gì thêm, rồi nổi phụ họa, thậm chí nói thẳng tiêu vương ra quá lớn với công, lần này không chỉ có không thể thưởng, còn nhân thật mạnh trừng phạt. Muốn đem tiêu vương trói lại đi trung ương đế quốc, tùy ý trung ương đế quốc xử lý. Hữu tướng cai kia lão nhân, lúc này nhưng thật ra phúc hậu, tuy rằng không có ra tới tiêu thiên diệu nói chuyện, khá vậy không có bỏ đá xuống giếng, chỉ là phi thường công đạo nói một câu chuyện này trung ương đế quốc cũng không có định luận còn phải xem trung ương đế quốc nói như thế nào mới là trung ương đế quốc thái độ mới là quyết định sự tình đi hướng mấu chốt nhất nhân tố trung ương đế quốc không tỏ thái độ bọn họ nói lại nhiều làm lại nhiều đều là vô dụng ngược lại bằng thêm chê cười hữu tướng có thể nói là nhìn tiêu vương ra lớn lên hắn biết rõ tiêu vương ra không phải một cái lỗ mãng người hắn dám khiêu khích trung ương đế quốc tất là có gậy vào Trung ương đế quốc sự, bọn họ nhúng tay không được cũng can thiệp không được, mặc kệ trung ương đế quốc cuối cùng như thế nào xử trí Tiêu vương, đều không phải bọn họ có thể xen vào. Bọn họ chỉ cần xử lý tốt trước hai việc là được. Chỉ là, những người khác cũng không như vậy tưởng, đặc biệt là hoàng đế. Chương 718 mỹ nhân Tiêu vương sự hoàng thượng luôn luôn kiên kỵ tiêu thiên diệu vì đoạt tiêu thiên diệu binh quyền không biết phí nhiều ít tâm lực trả giá bao lớn đại giới hiện tại hắn như thế nào chịu dễ dàng đem binh quyền còn cấp tiêu thiên diệu tiêu thiên diệu ở đông văn cùng bắc lịch một trận chiến thượng biểu hiện đến đáng giá thưởng thức tuy có một đống tiểu sai nhưng lại không có phạm đại sai hoàng thượng căn bản bắt không được hắn bím tóc duy nhất có thể lấy đảm đương lý do chính là tiêu thiên diệu khiêu khích trung ương đế quốc sự đây là tiêu thiên diệu ở bắc lịch một trận chiến thượng phạm đến lớn nhất sai cũng là trí mạng sai có cái này sai lầm ở hắn không chỉ có không cần đem binh quyền còn cấp tiêu thiên diệu nói không chừng còn có thể hắn công lao cùng hắn người này hoàn toàn mạt sát như đại thần đề nghị như vậy hắn có thể chủ động đem tiêu thiên diệu trói đi trung ương đế quốc thỉnh tội tuy nói trung ương đế quốc đến bây giờ còn không có minh xác tỏ thái độ muốn xử trí như thế nào tiêu thiên diệu, nhưng hoàng thượng lại tin tưởng vững chắc trung ương đế quốc sẽ không bỏ qua tiêu thiên diệu. Chỉ cần hắn đem tiêu thiên diệu trói đến trung ương đế quốc. Trung ương đế quốc liền tuyệt không sẽ nhẹ tha tiêu thiên diệu. Tuy nói làm như vậy, Đông Văn sẽ mặt mũi mất hết ở trung ương đế quốc trước mặt không dám ngẩng đầu. Chính là, hoàng thượng vẫn là có điểm tiểu tâm động. Chỉ cần có thể đem tiêu thiên diệu cái này tai họa giải quyết rớt, hắn không ngại hy sinh một chút mặt mũi, chỉ là muốn trói tiêu thiên diệu lại không phải một việc dễ dàng. Tiêu thiên diệu võ công có bao nhiêu cao, đến nay như cũ không có người biết. Phía trước tiêu thiên diệu bị thương, hắn phái ra vô số cao thủ thậm chí xuất động võ thần cũng không có đem tiêu thiên diệu giết. Hiện tại tiêu thiên diệu võ công rõ ràng lại tinh tiến thậm chí có thể chém giết ba cái võ thần. Chỉ sợ không có năm cái trở lên võ thần liên thủ vây công là tuyệt đối giết không được hắn. Nhưng hắn đi đâu tìm năm cái võ thần trung ương đế quốc đối võ thần khống chế thập phần nghiêm khắc toàn bộ đông văn cũng thấu không ra năm cái võ thần cần phải hắn đi liên hệ bắc lịch nam man cùng tây võ hoàng thượng lại làm không được thượng một lần cùng mặt khác tam quốc liên thủ hắn liền trong lòng run sợ sợ bị người điều tra ra địch quốc sát công thần hắn cái này ngôi vị hoàng đế còn ngồi đến ổn sao chẳng lẽ muốn chủ động đi tìm trung ương đế quốc hoàng thượng một không cẩn thận. Liền đem chính mình trong lòng suy nghĩ nói ra, phía dưới đại thần bồn còn ở thảo luận tiêu thiên diệu trở về, muốn như thế nào tiếp đãi, an trí, nghe được hoàng thượng lời này. Mọi người lập tức tiêu thanh, động tác nhất trí nhìn về phía hoàng thượng. Hoàng thượng lời này không có đầu không đuôi, có ý tứ gì nha? Hoàng thượng hoàn toàn không biết chính mình đem trong lòng nói ra tới, thấy mọi người nhìn về phía hắn, không khỏi lộ ra nghi hoặc chi sắc các vị ái khanh đây là làm sao vậy? ở đây vài vị, đều là hoàng thượng tâm phúc cùng tin được người, hoàng thượng cũng không cất giấu, trực tiếp hỏi ra tới. Chúng đại thần một mặt lập tức minh bạch hoàng thượng vừa mới câu nói kia, không phải đối bọn họ nói. Bất quá, hoàng thượng nếu hỏi, lúc này tự nhiên phải có người ra mặt vì hoàng thượng giải đáp. Làm hoàng thượng trong tay một khẩu súng, tâm phúc trung tâm phúc, lâm tướng bụng làm giả chịu. Lâm tướng cũng không cần người khác ám chỉ, chủ động đứng ra nói, thánh thượng, ngài vừa mới nói muốn hay không chủ động tìm trung ương đế quốc. Lâm tướng cùng hoàng thượng lúc này ở tiểu thư phòng nghị thất quân thần ly đến gần, lâm tướng lặng lẽ nhìn thoáng qua thấy hoàng thượng sắc mặt khẽ biến, hình như có vài phần trột giả. Lập tức nói, thánh thượng y thần chi thấy vậy pháp cực hảo. Trung ương đế quốc chậm chạp không thấy động tác tất là đang đợi chúng ta tỏ thái độ. Tiêu vương ra chém giết đế quốc ba vị võ thần việc nhân chứng vật chứng vô cùng xác thực việc này không chấp nhận được chúng ta che lấp lâm tướng không hổ là là hoàng thượng thủ hạ nhất đắc lực can tướng hoàng thượng câu kia lầm bầm lầu bầu nói rốt cuộc là có ý tứ gì không quan trọng lâm tướng đã đem chính mình ý tứ biểu đạt ra tới lúc sau mặc kệ những lời này có ý tứ gì đều là bọn họ này đó đại thần cấp gia kiến nghị cùng hoàng thượng không quan hệ hoàng thượng chỉ là ở châm trước hay không tiếp thu thôi đương nhiên nói xong ý nghĩ của chính mình sau lầm tướng sẽ không quên ca ngợi một chút hoàng thượng thánh thượng nhân ái không đành lòng tiêu vương chịu trung ương đế quốc xoa ma cùng nhục nhã nhưng tiêu vương lần này chọc đến sự thật ở quá lớn một cái không nhỏ liền sẽ dẫn tới đông văn phúc quốc sinh linh đồ thán tiêu vương là thần con rể nhưng tại đây sự kiện thượng thần lại không dám thiên giúp hắn thần khẩn cầu thánh thượng vì đông văn bá tánh suy nghĩ đưa tiêu vương đi trung ương đế quốc thỉnh tội nói xong lời cuối cùng, lâm tướng tất là lại là quỳ xuống, lại là khóc giống rơi lệ, đầy đủ biểu hiện ra chính mình không tha, còn đầy hứa hẹn thiên hạ bá tánh suy tính đại nghĩa cử chỉ. Lâm tướng sẽ nói ra những lời này, cũng không phải nghiền ngẫm thanh thanh ý, mà là thói quen không buông tha bất luận cái gì hố tiêu thiên diệu cơ hội. Lại không nghĩ, hắn này đó phiên lời nói đúng là hoàng thượng suy nghĩ. Bất quá, hoàng thượng trên mặt vẫn là một bộ khó xử bộ dáng, không được. Tiêu vương là chấm hoàng đệ, là ta đông văn thân vương, liền tính hắn phạm sai lầm. Cũng không thể đem hắn đưa đi trung ương đế quốc tùy ý trung ương đế xử trí. Này chí ta đông văn mặt mũi với chỗ nào? Hoàng thượng nói được nghĩa chính ngôn từ, nói năng có khí phách nhưng ở đây cái nào không phải nhân tinh, vừa nghe liền biết hoàng thượng là thật đến động. Muốn đem tiêu vương đưa đi trung ương đế quốc chịu đòn nhận tội tâm tư. Trong lúc nhất thời, vài vị đại thần đều ngây ngẩn cả người đặc biệt là Lâm tướng, hắn chỉ thuận miệng như vậy vừa nói, không nghĩ tới hoàng thượng thật là như vậy tưởng. Hoàng thượng này cũng quá độc ác. Lâm tướng trong lòng hung hăng chấn kinh rồi một phen, nhưng trên mặt lại không dám biểu lộ. Cúi đầu nói, hoàng thượng Tiêu vương phạm sai lầm trước đây, đi trung ương đế quốc chịu đòn nhận tội, người khác chỉ biết tán hắn biết sai có thể sửa. Không chỉ có sẽ không tổn hại ta Đông Văn mặt mũi, thiên hạ bá tánh biết được cũng chỉ sẽ tán Tiêu vương cao thượng. Lâm tướng nói được đường hoàng, lý do cũng thực đầy đủ, nhưng tiền đề là tiêu thiên diệu sẽ đi trung ương đế quốc chịu đòn nhận tội. Bằng tiêu thiên diệu võ công, còn có tiêu thiên diệu ở đông văn quyền thế, chỉ cần hắn không muốn, liền không có có thể bức cho hắn, cho dù là hoàng thượng cũng không ngoại lệ. Điểm này ở đây người đều biết cho nên chẳng sợ bọn họ giờ phút này đoán được hoàng thượng tâm tư, cũng không có người mở miệng phụ họa lâm tướng nói. Bọn họ ở chỗ này, nói được lại xinh đẹp, đem sự tình thương lượng lại hào, tiêu vương không phối hợp hết thảy đều là uổng phí. Chẳng lẽ, muốn cho bọn họ đi chói tiêu vương? Đừng nói bọn họ nhưng không có cái kia lá gan, chính là có cái kia lá gan, cũng không có cái kia thực lực. Tiêu vương là người nào? Đó là có thể chém giết ba cái võ thần nam nhân, đó là tay cầm trọng binh nam nhân, bọn họ có thể sau lưng âm một âm tiêu vương, nhưng thật muốn đau thật thẳng thương thượng. Cho bọn hắn một trăm lá gan cũng không dám. Hoàng thượng thấy thế, mặt mũi thượng có chút hạ không được qua loa đem cái này đề nghị bóc quá, không có tiếp tục thảo luận đi xuống. Mọi người cũng lâm tướng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, bất quá. Ngoài miệng như cũng muốn khen hoàng thượng anh minh, nhân ái. Hoàng thượng nghe chúng thần dối trá khen, cũng không như thường lui tới giống nhau tâm hỉ, hắn trong lòng đặt sự, không đem tiêu thiên diệu giải quyết nhậm đại thần nói ra hoa tới. Hắn cũng cao hứng không đứng dậy phóng nhãn tư quốc không có người là tiêu thiên diệu đối thủ. Chỉ có trung ương đế quốc có thể trị phục tiêu thiên diệu. Chính là muốn như thế nào làm, mới có thể làm tiêu thiên diệu chủ động đi trung ương đế quốc thỉnh tội đâu. Này thật là một nan đề. mười 719 Hoàng thượng thần làm không được nha. Trung ương đế quốc không tỏ thái độ, không phái người tới bắt Tiêu Thiên Diệu, muốn cho Tiêu Thiên Diệu đi Trung ương đế quốc chịu đòn nhận tội, cơ hồ là một kiện làm không được sự tử. Ở đây các vị đại thần, bao gồm lâm tướng đều không nghĩ dính chọc việc này. Vì thế sự tình lại lần nữa trở lại nguyên điểm tiêu vương hồi kinh, bọn họ muốn như thế nào đãi hắn. Trọng trường binh mã, thường bạc thường mà. Này đó đều là hoàng thượng không vui, đến nỗi ngắm mỹ nhân. Cái này không cần đại thần đề nghị hoàng thượng đã sớm làm nhân vật xác mấy chục cây tiệt xác giai nhân, mỗi người đều là dương châu mỹ nhân, trải qua tỉ mỉ dạy dỗ, chỉ chờ tiêu thiên diệu một hồi tới, liền ban đến tiêu vương phủ đi. Liền tính tiêu vương không chịu sắc đẹp rủ hoặc hắn hậu trạch cũng sẽ không yên. Chúng đại thần tiếp tục quay chung quanh tiêu thiên diệu quân công triển khai đề tài. Chỉ là mặc kệ bọn họ nói cái gì, hoàng thượng đều là một bộ không hài lòng bộ dáng mà có thể làm hoàng thượng vừa lòng sự bọn họ lại không thể tưởng được biện pháp vì thế sự tình chỉ có thể không giải quyết được gì hoàng thượng cùng chúng đại thần nói chuyện gần hai cái canh giờ kết quả lại là không thu hoạch được gì đợi cho hoàng thượng mở miệng làm lâm tướng lưu lại những người khác ra cung khi ở đây vài vị đại thần trừ bỏ lâm tướng ngoại toàn trộm nhẹ nhàng thở ra phàm là nhấc lên tiêu vương sự liền không có dễ làm sự không phải bọn họ không nghĩ vì quân vì yêu thật sự là thần làm không được nha các vị đại thần bằng mau tốc độ đứng dậy chắp tay hành lễ hỏa tốc rời đi nghị sự phòng chỉ để lại lâm tướng cùng hoàng đế hai người đợi cho người toàn bộ đi rồi thấy hoàng thượng không có mở miệng ý tứ lâm tướng chỉ phải chủ động nói thánh thượng lưu lại thần chính là vì tiêu vương việc này liền làm hoàng đế đệ nhất tâm phúc không tốt một chút có chuyện phiền toái, người khác đều có thể đi, chỉ có hắn cái này tâm phúc không thể đi. Gặp được khó làm sự, người khác đều có thể lực sạp, chính là hắn cái này đệ nhất tâm phúc không được. Không chỉ có không thể lực sạp, hắn cái này tâm phúc còn phải giúp hoàng thượng bối hắc bao. Ân, lâm ái khanh có thể hảo biện pháp. Hoàng thượng ở lâm tướng trước mặt liền cuối cùng một tầng nội khố đều không cần. Lâm tướng là hắn thủ hạ nhất nghe lời một con chó hoàng thượng có cũng đủ tự tin có thể khống chế lâm tướng cho nên hắn không sợ lâm tướng biết cái gì tiêu vương võ công sâu không lường được dùng dương mưu sợ là không được cấp lâm tướng một chút thời gian có lẽ hắn có thể nghĩ ra cái gì nham hiểm biện pháp nhưng như vậy đoàn thời gian nội hắn thật đúng là nghĩ không ra hảo biện pháp liền tính có thể nghĩ ra được cũng không thể nói muốn cho hoàng thượng biết hắn nghĩ lại gian là có thể nghĩ ra nham hiểm biện pháp sẽ nghĩ như thế nào hắn dùng dương mưu không được vậy dùng âm mưu trẫm đem chuyện này giao cho ngươi đi làm nhân thủ nhậm ngươi dùng ngươi có mấy thành nắm chắc đây là đương hoàng đế chỗ tốt gặp được khó làm sự trực tiếp ném cho thuộc hạ lâm tướng âm thầm kêu khổ trên mặt lại không biểu lộ nửa phần trầm ngâm một lát sau nói không đủ tam thành trên thực tế lâm tướng liền một thành nắm chắc đều không có nhưng hắn lại không thể đem sự tình đầy càng không thể ở trước mặt hoàng thượng biểu hiện thật sự sợ tiêu vương không dám cùng tiêu vương đối thượng tam thành nắm chắc quá nhỏ chậm nhớ rõ người nữ nhi tinh thông y thuật nàng là tiêu vương phi có rất nhiều sự tình xử lý lên sẽ do so người khác càng dễ dàng người từ trên người nàng xuống tay nếu làm xong chậm sẽ không bạc đãi nàng hoàng thượng hít lại mắt trong đầu không khỏi hiện ra lâm sơ cửu cùng hắn đối nghịch hình ảnh cái kia là một cái không biết tốt xấu nữ nhân, hắn đảo muốn nhìn không có Tiêu Thiên Diệu cái này chỗ dựa, nàng còn có thể như thế nào kiêu ngạo. Hoàng thượng kia nghiệt nữ một lòng đều ở Tiêu Vương trên người, thần thật sự không dám bảo đảm có thể nói phục được nàng. Lâm tướng không nghĩ ở trước mặt hoàng thượng nhận nào, làm người biết hắn cái này đương phụ thân quản không được nữ nhi, nhưng hắn thật sự không chết nha. Nếu là không nhận nào, hắn phải đi tìm lâm sơ cửu thương lượng chói tiêu vương đi đế quốc thậm chí là sát tiêu vương kế hoạch. Nhưng không cần tưởng cũng biết, hắn chân trước cùng lâm sơ cửu nói việc này, sau lưng lâm sơ cửu liền sẽ bán hắn. Hoàng thượng thần có thể nói hay không phục nàng còn khác nói. Thần sợ ngày đó sinh phản cốt nghiệt nữ, sẽ đem sự tình nói cho tiêu vương nghe, đến lúc đó đã có thể phiền toái. Muốn cho tiêu vương biết bọn họ quân thần chính thương lượng muốn lợi dụng lâm sơ cửu đem hắn trói đi trung ương đế quốc tiêu vương nhất định sẽ trước trói lại bọn họ liền tính tiêu vương không dám động hoàng thượng có thể di động hắn lại là một dây sự đến lúc đó tiêu vương muốn hắn mệnh chính là hoàng thượng cũng không giữ được hắn người nói được đều bị đạo lý tiêu vương phi đối tiêu vương một mảnh tình thâm sợ là không hảo suối dục bất quá người đều là có nhược điểm việc này ngươi hảo hảo cân nhắc một phen quay đầu lại cho chấm một cái kế hoạch nhớ kỹ, việc này chỉ có thể là ngươi biết ta biết. Hoàng thượng đau đầu đè đè huyệt thái dương, không cho lâm tướng nhiều lời cơ hội, vẫy vẫy tay làm hắn lui ra. Lâm tướng há mồm muốn nói, cuối cùng lại là cái gì cũng không có nói, cầu lũ thân mình đi ra hoàng cung, mãn đầu óc đều là muốn như thế nào mới có thể đem tiêu vương trói lại. Tìm lâm sơ cửu hỗ trợ kia tuyệt đối là tìm chết, nhà mình sự chính mình minh bạch hắn kia trưởng nữ trước kia nhìn còn hảo, xuẩn ngốc dễ nói chuyện, tùy ý hắn bài bố, nhưng từ gả cho tiêu vương sau. Liền cùng tiêu vương giống nhau khó chơi, hoàn toàn không đem hắn cái này thân cha để vào mắt. Bất hiếu nữ, sớm biết ngươi như vậy không hiểu chuyện. Lúc trước ngươi vừa sinh ra, ta nên bóp chết ngươi. Không đúng, liền không nên làm ngươi sinh ra, còn có thể miễn cho ngươi nương bị liên lụy. Lâm tướng không tự chủ được nhớ tới cái khi hắn cho rằng cuộc đời này đều trèo cao không nổi lại gả hắn làm vợ nữ từ không khỏi càng hận nữ nhân kia là hắn cả đời này duy nhất để ở trong lòng nữ nhân nhưng lại làm mang cho hắn lớn nhất xỉ nhục nữ nhân quả nhiên không phải lâm tướng hàm hồ mắng một câu mặt âm trầm bước lên cỗ kiệu lúc này ngồi xe ngựa chạy về kinh thành lâm sơ cừu không biết là cảm lạnh vẫn là cái gì một đường ách gì không ngừng nghe được xe ngựa ngoại hộ vệ lo lắng không thôi vài lần dừng lại tìm hỏi muốn hay không nghỉ ngơi một lát đều bị lâm sơ cửu cự cử tuyệt không cần nhanh hơn tốc độ đi tranh thủ trời tối trước đến thành trấn lâm sơ cửu ỉ ở gối mềm lười nhác hạ lệnh gương mặt lộ ra không bình thường đỏ ửng không sai lâm sơ cửu cảm lạnh cũng không biết là chuyện gì xảy ra Lâm sơ cửu rời đi quân doanh không có bao lâu, liền cảm thấy trên người rét run. Dùng y sinh hệ thống nhất cha, quả nhiên là cảm lạnh bị cảm. Xe ngựa một đường hành tẩu, sóc này thật sự, lâm sơ cửu vô pháp cho chính mình truyền dịch chỉ ăn dược, sau đó đem xe ngựa sở hữu dày nặng quần áo cái ở trên người. Vốn tưởng rằng phát đổ mồ hôi liền không có việc gì, lại không nghĩ. Một đường ngủ đến vựng vựng trầm trầm, đừng nói chuyển biến tốt đẹp, ngược lại càng nghiêm trọng. Bệnh tới như núi đảo, bệnh đi như kéo tơ. Lâm Sơ Cửu này bệnh tới đột nhiên, hơn nữa lúc trước đáy bị đào rỗng, có thể nói trong thân thể không có một chút sức chống cự. Này một bệnh nhìn liền so thường nhân nghiêm trọng. Chỉ là Lâm Sơ Cửu không muốn kêu hộ tống nàng thị vệ biết, miễn cho những người này khẩn trương, liền đem nàng đưa về quân doanh. Nàng xem như bị Tiêu Tiên Diệu đuổi ra quân doanh, nếu là mới vừa đi liền lộn trở lại đi kia nàng thành người nào? không biết người còn tưởng rằng nàng cố ý sinh bệnh chính là vì làm tiêu thiên diệu thương tiếc nàng, đem nàng lưu tại bên người. Như vậy mất mặt sự, đánh chết nàng cũng không làm. Nàng chính mình chính là đại phu, nàng cũng không tin y không hào này nho nhỏ cảm mạo. Nói nữa, nàng trước kia sinh bệnh đều là một người khiêng lại đây, nàng tin tưởng lần này cũng sẽ không có vấn đề. Chương 720 nằm mơ đạo lý đều hiểu. Tiêu Thiên Diệu không phải một cái cẩn thận người, Lâm Sơ Cửu lại đi được vội vàng, rất nhiều vụn vật sự tình, an bài đến liền không như vậy chu đáo. Tỷ như, chiếu cố Lâm Sơ Cửu hạ nhân, Tiêu Thiên Diệu liền không có nghĩ đến. Bất quá, này cũng không thể toàn quái Tiêu Thiên Diệu, thật sự là Lâm Sơ Cửu quá độc lập, hoàn toàn không giống như là một cái vương phi. Liền tính dọc theo đường đi chỉ có nàng một người, người khác cũng không cảm thấy có cái gì không đúng lúc trước lâm sơ cửu cùng tô trà suốt đêm từ kinh thành xuất phát, có thể nói là nửa chạy trốn tính chất. Bên người trừ bỏ mấy cái hộ vệ ngoại, người nào cũng không có mang. Lâm sơ cửu ở trong quân, tất cả việc vặt đều là chính mình làm. Sau lại nàng bệnh nặng vô pháp đứng dậy, Mạc Thanh Phong mới cho nàng tìm hai cái địa phương phụ nhân chiếu cố nàng. Chỉ là khi hai cái phụ nhân ở biên cảnh đều có ra thất tới trong quân giúp đỡ tạm được muốn đi theo lâm sơ cửu trở lại kinh thành đó là tuyệt đối không có khả năng. Đương nhiên, Lâm Sơ Cửu cũng sẽ không mang lên kia hai cái phụ nhân. Ở kinh thành, chính là hầu hạ người hạ nhân, cũng là trải qua tỉ mỉ bồi dưỡng, kia hai cái phụ nhân căn bản không đủ tư cách. Mang về kinh thành cũng chỉ có thể làm làm việc nặng. Lâm Sơ Cửu lúc này đây hồi kinh, đi được vội vàng, Mạc Thanh Phong cũng không có cách nào cho nàng an bài hầu hạ người, đến nỗi Tiêu Thiên Diệu, hắn căn bản liền không thể tưởng được này trên đầu tới. Lần này hồi kinh cùng tới sai giờ không nhiều lắm lâm sơ cửu bên người trừ bỏ một đám đại quê mùa ngoại căn bản không có có thể gần người hầu hạ nàng người này đây đừng nói lâm sơ cửu chỉ là bệnh nặng chính là nàng bệnh đến sắp chết rồi chỉ cần nàng không nói những cái đó thị vệ cũng sẽ không biết được rất đơn giản nam nữ có khác chủ tớ có khác bọn thị vệ phụng mệnh bảo hộ lâm sơ cửu nhưng lại không dám hướng bên người nàng thấu để tránh khiến cho không cần thiết phiền toái xe ngựa một đường chạy nhanh rốt cuộc đuổi trước khi trời tối tới rồi thành trấn thị vệ tài đại khí thô trực tiếp bao hạ chỉnh gian khách điếm để tránh có người ngoài quấy giày lâm sơ cửu một đường vựng nặng nề xuống xe ngựa trước tàn nhẫn nhéo chính mình một phen lúc này mới làm chính mình nhìn qua tinh thần một ít xe ngựa trực tiếp xử tiến khách điếm mặt lâm sơ cửu xuống xe ngựa sau liền cúi đầu đi phía trước đi Lúc này sắc trời đã là tối tăm âm trầm, nếu không phải để sát vào nhìn kỹ, thật đúng là nhìn không ra Lâm Sơ Cửu không thoải mái. Thị vệ cũng không dám vào Lâm Sơ Cửu phòng, đem người đưa đến cửa, liền ở bên ngoài thay phiên tuần tra lên. Lâm Sơ Cửu trong phòng chỉ có nàng chính mình một người, vẫn là câu nói kia, không có nàng mệnh lệnh, bên ngoài thị vệ là không dám tiến vào. Cho nên nàng chính là bệnh chết cũng không nhất định có người biết đương nhiên, bằng nàng y thuật nàng không đến mức nào làm chính mình, bởi vì một hồi nho nhỏ cảm mạo mà bệnh chết. Phao một cái nước ấm tắm, lâm sơ cửu tinh thần hảo rất nhiều. Tuy rằng không có gì ăn uống, nhưng như cũng miễn cưỡng chính mình uống lên một chén canh, ăn nửa chén cơm. Thoáng tiêu thực lâm sơ cửu rốt cuộc có thể an ổn nằm ở trên giường, sau đó cho chính mình truyền dịch. Làm bác sĩ, đều biết truyền dịch dược hiệu mãnh, hảo đến mau, nhưng cũng không phải tốt nhất trị liệu phương pháp nhưng là nàng thật đến không có như vậy nhiều thời gian dưỡng bệnh. Cũng chán ghét chính mình vẫn luôn ôm yếu bộ dáng. Người chính là như vậy, đạo lý đều hiểu cũng đều biết như thế nào làm mới là tốt nhất nhưng chính là làm không được. Ít nhất lâm sơ cửu liền biết chính mình làm không được. Thua xong dịch, lâm sơ cửu lược làm thu thập liền nằm trên giường ngủ rồi. Nàng không muốn kéo bệnh nặng thân thể hồi quân doanh cho chính mình nan kham nhưng đồng dạng nàng cũng không nghĩ kéo bệnh nặng thân thể lên đường, quá tự ngược. Lâm sơ cửu sợ chính mình ban ngày ngủ quá nhiều, này sẽ ngủ không được cố ý bỏ thêm một ít có yên rất hiệu quả dược vật ở truyền dịch bình. Nằm trên giường không có bao lâu, nàng liền ngủ rồi. Lại còn có ngủ thật sự chết. Chính là tới rồi nửa đêm về sáng, nàng lại ngủ đến không quá an ổn. Giống như vẫn luôn đang nằm mơ. Trong mộng có cái gì nàng cũng nhớ không dậy nổi, chỉ cảm thấy chính mình giống như bị mãng xà loại sinh vật cuốn lấy, sau đó lại như là quỳ áp giường Toàn thân bùn rùn sự không thượng lực đạo, chỉ có thể nằm ở nơi đó, tùy ý trọng vật đẻ ở trên người. Vài lần muốn mở to mắt thấy rõ ràng, cuốn lấy chính mình đồ vật rốt cuộc là cái gì, nhưng mí mắt quá nặng như thế nào cũng căng không khai. Sáng sớm tỉnh lại, lâm sơ cửu toàn thân đau nhức đến không được thật giống như thật bị mãng xà triền một đêm sao lại thế này lâm sơ cửu ngồi dậy tay cầm thành quyền gõ gõ chính mình trầm trọng đầu cũng không biết là sinh bệnh nguyên nhân vẫn là tối hôm qua thật đến không có ngủ hào lâm sơ cửu phát hiện chính mình đầu óc trống rỗng hoàn toàn nhớ không nổi sự ta thật yểm trụ lâm sơ cửu nhìn nhìn chính mình trên người nhăn rúm gió mất mồ hôi ướt quần áo không khỏi nhíu mày nàng tối hôm qua rốt cuộc làm cái gì mộc như thế nào liền ngủ đến như vậy mệt cũng mặc kệ lâm sơ cửu nghĩ như thế nào. Cũng nghĩ không ra, bất quá tối hôm qua mệt ra một thân hãn cũng không phải không có chỗ tốt. Ít nhất hôm nay tỉnh lại khi nàng rõ ràng có thể cảm giác thân thể của mình hào rất nhiều. Bước chân cũng hữu lực hoàn toàn không giống ngày hôm qua như vậy đầu nặng chân nhẹ. Phòng chừng ngày hôm qua dùng dược lượng quá nặng. Vô pháp giải thích ác mộng nguyên nhân, lâm sơ cửu chỉ có thể tìm một cái còn tính đáng tin cậy lý do tới an ủi chính mình nhân ra một thân hãn, chăn, quần áo đều bị mướt mồ hôi, lâm sơ cửu chỉ phải làm người đưa thùng nước ấm tới, nàng muốn tắm gội. Vì thân thể của mình suy nghĩ, lâm sơ cửu hướng mộc dũng sái một bao dược. Này dược là chu ngự y cho nàng xứng, dược tính tập phần ôn hòa, cường thân kiện thể dùng, ngày thường cũng có thể phao. Phao xong thuốc tắm sau, lâm sơ cửu cả người nét mặt tỏa sáng, sắc mặt hồng nhuận, hai mắt có thần, không thấy một tia bệnh trạng thị vệ nhìn đến thần thái sáng láng, bước chân thong dong lâm sơ cửu. Một đám miệng đại trương, ngây ra như phỗng. Làm sao vậy, thị vệ biểu hiện đến như vậy rõ ràng, lâm sơ cửu muốn làm bộ không có nhìn đến đều không được. Không không, vốn định nói không có việc gì thị vệ, bị đồng bạn dẫm một chân, lập tức phản ứng lại đây, cái khó ló cái khôn, quỷ xuống tới thỉnh tội, ti chức đã quên cấp vương phi chuẩn bị đồ ăn sáng. Thỉnh vương phi trách phạt. Không sao, đi trên đường ăn cũng có thể, vừa lúc nếm từ bên này ăn vặt. Lâm sơ cửu cũng không chú ý này đó, cũng không trông cậy vào một đám đại nhân có bao nhiêu chi kỳ. Có thể chăm sóc hảo nàng một ngày tam cơm. Tị vệ thấy lâm sơ cửu không có chi cứu, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, tạ vương phi không tội chi ân. Tị chức này liền đi hỏi thăm, chấn trên có này đó ăn ngon. Không đợi lâm sơ cửu lên tiếng, thị vệ nhanh như chớp liền chạy, thật giống như phía sau có thứ gì ở truy hắn giống nhau. Lâm Sơ Cửu mày đẹp nhíu lại, tổng cảm giác không đúng chỗ nào. Đôi mắt đảo qua, lạnh mặt nhìn về phía mặt khác mấy cái thị vệ, nói đi, ra chuyện gì? Nàng tuy rằng đi được hấp tấp, nhưng Tiêu Thiên Diệu cho nàng an bài thị vệ, mỗi người đều là tinh nhuệ, một đám nghiêm túc đến cực điểm, hôm nay buổi sáng bọn họ biểu hiện quá khác thường. Sự ra khác thường tất có yêu, muốn nói không có chuyện, Lâm Sơ Cửu đều không tin. Ách bị Lâm Sơ Cửu theo dõi thị vệ mặt bộ một trận vặn vẹo, một bộ khó xử bộ dáng bộ dáng này, muốn nói không có gì sự, đều không có người tin tưởng. Lâm sơ cửu không phải một cái hà khắc chủ tử, khá vậy không có hào tính tình đến nhận chức người đắn đo. Thấy thị vệ chi chi ngô ngô không hé răng, lập tức mặt trầm xuống. Lại cho các ngươi cuối cùng một lần cơ hội, nói. Những người này tuy là tiêu thiên diệu binh, nhưng nàng muốn thu thập bọn họ cũng là danh chính ngôn thuận sự. Không có biện pháp ai kêu nàng là tiêu vương phi, tiêu thiên diệu danh môi chính cưới. Thượng hoàng gia tổ phổ tiêu vương phi. Chương 721 bối chủ vương gia quá ngạo kiêu. Tiêu Thiên Diệu tuy rằng dưới sự tức giận, hạ lệnh làm Lâm Sơ Cửu trước tiên hồi kinh, chuẩn bị cũng không đủ,